Nghe em thu 13 rồi mắc 128 ghi zin ken chuẩn, không đánh kính, không spa vỏ, không rửa cam, không thay thế, không sửa chữa, không gì hết đúng không? Nghe thu 16 triệu te te chạy qua. Đây ông nội này ổng cũng thiệt tình, ổng mua có 13.800. Anh em thấy sọc ngang không? Đây nè, đó anh em thấy sọc ngang ngang không? Cây này là fit xanh trắng màng rồi. Cây này fit xanh trắng màng rồi. Cũng khai thiệt luôn. Dạ em mua bên gì đó có 13.800 thôi. Em thấy anh thu 16 triệu em qua em cây in. Em lên đời, em tưởng anh thu 16 triệu đâu có. Em thu 16 triệu là phải mấy chuẩn. Em bán khách sau mấy chuẩn và em thu vào mấy chuẩn. Em đảm bảo quyền lợi của cả hai bên nha. Người mua vào và người bán ra. Em rất công bằng, em chơi rất công bằng, minh bạch, em rất là fair nha. Người mua vào họ mua được cái máy đẹp ken chuẩn nguyên bản và được bảo hành hậu mãi, nhân viên phục vụ đầy đủ. Thì anh em bán cho em, bán xong đứt đuôi. Bán xong đứt đôi thì anh em phải đưa em một cái máy zin ken chuẩn đàng hoàng. Nhưng mà anh em đưa em cái 13 Pro ba rồng mắt này nè, em thấy là em đang bị anh em dí. Em mới cách đây khoảng tầm 1-2 tuần trước em có mở slot là tầm khoảng 50 cây 13 Pro ba rồng mắt em thu vào. Em hỗ trợ cho anh em lên đời. Máy ngoài em thu 90%, máy hoàng kim thu 100%, máy hoàng kim thì anh em mình khỏi nói rồi. Anh em mình hỗ trợ. Còn máy ngoài mua bên khác cầm lãi rồi, đớp của anh em rồi. Em chỉ hỗ trợ được 90% thôi. Anh em bán cho em xong anh em đứt đuôi đúng không? Nhưng mà em nhận 50 cây á, mà tới 6 cây bị xanh trắng màng nha. Trong vòng có 7 ngày thôi thì anh em dí em tan nát luôn. Em mới ngưng chắc tầm khoảng gần năm em không nhận 13 Pro ba đồng mắt. Nhưng mà anh em dí em xanh trắng màng á, trong vòng 7 ngày nha, nhận vào nghĩa là anh em chết rồi, hoặc có dấu hiệu gì rồi à, anh em dí liền. Anh em hiểu không? Nó dí chết. Anh em dí à, với hoàng kim mày thu 90%, mày thu 16 triệu trầm á, mày thu thiệt 16 triệu thiệt hả? Ok cảm ơn nha. Rồi xong. Và thế là em ăn cái màn hình gì em lỗ mấy triệu một cây, mấy triệu một cây. Thì thôi bây giờ coi như là cũng giờ cho em dễ dãi quá. Bây giờ em ngưng trade in máy ngoài 13 Pro 13 Pro Max là em ngưng thu trade và ngưng thu thẳng luôn. Không nhận 13 Pro 13 Pro Max nữa nha. Em mua ở đầu hàng còn bao test bảo hành màn cho em. Còn mua của anh em dí ác quá. Chịu thôi nha. Còn anh em mua máy ngoài em vẫn khuyên nha, mua máy nhớ mở bên trong kiểm tra. Máy này zin ken chuẩn, zin ken nhìn bên ngoài rất chuẩn, nhưng cái màn hình này bị sọc như vậy, mở bên trong thì đã bị fit nhấn màn rồi. Mà fit này là fit kiểu câu dây thì nó không bị tái lại nhưng mà nó bị sọc. Còn nếu chích á, chích áp á, thì chích đi chích lại đi lại chắc nó cháy cổ luôn, phải làm cổ mới nha. Cái cách fit á thì nó là tùy mỗi chỗ một cái fit khác nhau nha. Anh em mua máy anh em chú ý mở bên trong kiểm tra, bởi vì cái máy mà giá trị zin nguyên bản nó khác rất nhiều một cái máy đã fit, đã cứu cái màn hình này. Cứu thì không thể nào mà sống lành lặn được. Anh em nên nhớ chuyện đó nha. Đừng thấy hoa nở mà nở xuân về. Đừng thấy em thu 16 triệu mà mua chỗ khác 13 triệu mấy qua mà nở dí em. Làm gì tội lắm, thương em giùm cái đi. Rồi, thế nha. Nè, còn đang làm máy thanh lý cho khách. Buồn ghê.